Công cụ AI Runway nâng cấp tính năng biến ảnh tĩnh thành video, có thể tạo chuyển động riêng biệt cho nhiều đối tượng khác nhau trên cùng một bức ảnh. Runway, công cụ AI gây chú ý với khả năng biến ảnh tĩnh thành ảnh động, video và thậm chí đồ họa 3D, vừa giới thiệu tính năng Multi-Motion Grass trong bản cập nhật Gen 2 mới. Theo đó, công cụ này bao gồm một số cọ vẽ giúp khoanh vùng, tạo hiệu ứng động cho từng vùng riêng biệt trong cùng một bức ảnh. Người dùng có thể dùng các brush để chọn đối tượng, phân vùng, điều hướng và áp dụng các loại chuyển động cho các sự vật trong bức ảnh. Sau đó mô tả chuyển động nếu muốn và AI sẽ xử lý chúng thành ảnh động hay video. Nếu như ở phiên bản trước đó, người dùng bị giới hạn trong việc chọn đối tượng và tạo chuyển động, thì ở bản cập nhật Gen 2, Runway sẽ gửi chuyển động trong ảnh trở nên phong phú và đúng ý đồ của người dùng mong muốn hơn. Ví dụ, trong bức ảnh tĩnh 5 chú vịt đang bơi, người dùng có thể tạo chuyển động riêng biệt cho khuôn mặt từng chú vịt với những hướng nhìn khác nhau, đồng thời làm cho mặt nước sống động hơn. Ngoài ra, công cụ này còn có thể tạo ra các hiệu ứng cháy nổ, chuyển động của khói, mây khá mượt mà. Runway dường như đang tập trung mọi nguồn lực để phát triển phần mềm của mình và bổ sung thêm các tính năng mới thú vị vài tháng một lần. Vừa qua, công ty cũng đã công bố hợp tác với thư viện nội dung sáng tạo Getty Images để họ có thể phát hành mô hình video AI mới cho khách hàng doanh nghiệp.